Chào các bạn đã quay trở lại với đào tạo Techlang BIM của Đỗ Cường. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ về đào tạo Techlang, vui lòng add Zalo số điện thoại như hiện trên màn hình 0916 299 188 để được tư vấn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với người tính năng Drawing Layout, chỉnh sửa trực tiếp khung tên bản vẽ trên chế độ bản vẽ của Techlang. Đầu tiên chúng ta vào mục anh em Report Document Manager. Chúng ta vào mục bản vẽ mà chúng ta đã tạo ra sẵn. Tiếp nút vào. Chúng ta sẽ lốt vào bản vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa khung tên. Thì trên bản Techlang 2020, chúng ta có khả năng chỉnh sửa khung tên một cách dễ dàng bằng cách kết nút màn hình vào mục Layout và mục Edit. Đấy. Đây là những cái thể này đã được thiết lập sẵn. Bây giờ chúng ta muốn thêm bớt vào, chúng ta vào mục Edit nhé. Thì đây là giao diện hoàn toàn mới của mục Layout Editor. Layout Editor chúng ta có thể tạo mới layout này, thêm bảng vào trong cái khung tên bản vẽ này, lưu thuộc tính này và đóng. Bên tay phải của layout editor chúng ta có hiển thị cái bảng này hay không, tên cái bảng ví dụ như drawing title, drawing rep chẳng không hiện tên này, có hiện bảng ẩn hay không. Đấy, nếu mà tích mắt cái chéo mắt thì là không hiện cái tên nhé. Đấy. Bên đây là những cái layout mà chúng ta thiết lập sẵn, ví dụ GA này. Đấy. Layout này chúng ta có thể xem preview trước luôn. Bên dưới là chúng ta có thể chỉnh sửa drawing size, nghĩa là kích cỡ bản vẽ. Table in view nghĩa là những cái template mà chúng ta đã thêm vào trong cái bản vẽ của mình. Drawing view là những margin space. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mới một cái bản vẽ, khung tên bản vẽ. Discard. Cơ sở chẳng. Chúng ta để là A3. Ấn create thì name của này là name của drawing layout, còn drawing size thì từng mục drawing size bên này, ấn create nhé. Đấy, sau khi create xong chúng ta thấy là diện khung bản vẽ của ta đang đây. Bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa kích thước, chúng ta vào mục drawing size nhé. Ở đây tất cả đang canh đề theo tiêu chuẩn thì 420 mà trừ đi hai bên này là sẽ còn 410. Bây giờ chúng ta muốn lên bên trái cắt nhiều hơn chẳng, chúng ta kích vào đây nhé. Người nào áp dụng cho ba. Ngoài ra chúng ta có thể cộng thêm mới vào, ví dụ size A2 này. Đấy, thì mặc định của nó người ta sẽ tự động đưa ra cho mình, ví dụ thêm này size A1 này. Mình có thể dễ dàng thêm bất cứ size, đổi tên. Đổi tên chúng ta có thể gõ đây A3 420 nhân 297 để ta nhìn thêm kích. Ta có thể đổi màu cho cái mục frame bên ngoài bằng màu xanh đây. Chúng ta có thể đổi thành các màu khác nhau nhé. Ấn OK. Sau đó, bây giờ chúng ta thêm mục Table in view. Chúng ta add table. Chọn khung A3. Chúng ta nhìn đây là những cái nít chúng ta tạo sẵn từ template editor. Nếu mà ai muốn tham gia khoa học nâng cao để tạo cái này, chúng ta tham gia khoa học nâng cao nhé. Đối hình title A3. Ta bố trí ở góc cuối cùng bên tay phải. Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể thêm một số cái khác, ví dụ thêm chèn từ kép vào này, định dạng DXF, DXF này, mặc định này. Ví dụ nếu mà cho bản vẽ chúng ta có thể typical drawing này. Đây ví dụ những cái thiết lập sẵn. Đây ví dụ cho cốt thép chẳng, đấy mình cứ đặt vào đây. Đúng không? Căn lề góc dưới cùng bên tay trái này. Đấy. Sau đó chúng ta ấn Close. Ấn Close xong, ta ấn Save As. Đấy, nó lưu, có chúng ta là dạ, có muốn lưu lại cái thiết kế cơ sở này không? Đấy, chúng ta ấn chữ Save để lưu lại. Sau đó Close Layout Editor. Ra ngoài chúng ta xem nhé. Đấy. Thì đây là bản vẽ A3. Sau đó chúng ta kéo khung tên vào. Đấy, làm sao chúng ta bố trí lại hợp lý nhé. Đấy, đây là một cái mẫu, ví dụ mình chèn đây là mặc định của cốt thép chẳng. Đấy, bố trí cốt thép. Đây là khung tên mình vừa chèn vào. Đấy, ngoài cách kích đúp màn hình vào mục layout đây, chúng ta có thể kích đúp vào cái khung tên này, sau đó chọn chế độ Drawing Layout Editor để chúng ta chỉnh sửa. Đấy, thì cũng tương tự như cách kia, thì nó cũng hiện ra các cái bảng như này để mình chỉnh sửa, chèn thêm khung tên bản vẽ, bố trí lại các cái template vào trong khung tên bản vẽ của mình. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi.